Hay, chào cả nhà nha. Nay mình đi về vui, mình để bông khỉ đũa ăn nghe bạn cả nhà ơi. Này. Bông khỉ đũa thấy không? Mê chưa? Quá à, giờ bông khỉ đũa là tận nhà nha. Coi nè. Đó, chen chen trong cái kẹt này là có những cái bông rất là đẹp luôn. Đó, nhiều lắm. Ở quê mình thì đầy đầy. Thấy mùa chú trướng mới có nè, mùa trướng về nó mới có, nấu cơm mẻ thôi, nhúng vô thì ăn còn gì bằng nữa. Đây các bạn coi nè, bông cái này ăn mới ngon nè, cái nở rồi ăn cũng hết ngon. Tới đến mùa tới nữa là sợ sâu, đầu mùa này còn ăn ngon hơn, quá trời luôn. Thấy ha, cây tơ 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 rồi bông bự luôn, cây nè, bông nè, quá trời, rất là đẹp, bông đẹp lắm nha, con đẹp nè, trắng tinh luôn, nè, dối tay mà hái thôi, nhiều lắm, bạn ơi nè. Xác cái đó rất luôn có quê ra được ra xíu có ăn thôi. Cái này nhỏ xíu mà trái bông hết bông nè, hết biết thế hà rồi đó. Mình lựa những cái gì nè, nó chưa có nở ra, bẻ nó ngon hơn, cái nở rồi nó hết ngọt, nó ngọt bằng. Đó, chen chen trong luôn, chen 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 như này lại bọc bọc cái hàm chưa, chen chen như kẹt lạc thôi. Này là trái đó nha, đây là trái nè, đây là trái nó dài vậy đó, dài là kiến, kiến ơi kiến nè, nó vẻ đẹp luôn, bọc bự chà bá luôn nè, ngon kìa. Về quê xíu có ăn thôi nè, trời ơi nó ngon nè, trắng tinh chưa, ngọc trinh vậy đó. Ăn mới đó mình về về mua đồng cá hồi nè, cá lóc đồng nè, nấu còn gì bằng, nấu cơm mẻ nhúng nó vô quá trời bông luôn, dài này nhiều lắm nè, có biết à. Dạ, chăng 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 là nó không đó. Mình đâu có bẻ hết đâu. Mình ít thôi chứ đâu có nhiều ăn không hết. Đó, à, lật thôi. Lật thôi. Đây nè. Sát đất luôn. Cái đất lực là lặt thôi, lặt thôi, đây thì còn sót đây nữa nè, nhiều quá. Ở đây mình về làm món thôi, đây mình về đây, đây cảnh quê đây.
một bọc luôn nha, chả bá nữa luôn. Bật tỉnh à, coi này, sữa đũa to là sữa đũa đây, đây là một sữa, là một giường sữa đũa luôn. Để quay cảnh rồi rồi ha, sữa đũa đây, quá trời sữa đũa luôn. Rồi anh về. Quê quanh co lại bị cạo đấy. Con sông quê buổi chiều bình yên kìa, ở quê là vậy đó, rất là bình yên. Đi về có những có chiếc đẹp phẩm luôn đó, một mọc luôn. Về là món nha, chào cả nhà nha. Về tới một sữa đũa mình hái về nhà mình ăn nha, mình làm món nha. Đây trên chiều nay mình có đón lẩu mắm cái gù đồng, cái gù đồng hồi sáng nhờ cha mình câu, mưa quá không có gì dưới quay được nên mình ăn. Đây trong bữa tôm mình có một sữa đũa chuối cay, đậu đậu rồng. Nhà dùng nha. Bắp chuối không, chuối cay, miếng cá, ăn miếng cá rồi. Mời cả nhà nha, cá. Quá thì ngon rồi, ui luôn rồi, ngon quá. Đấy, ăn cái này thì đến máu rồi nè, mình ăn ngon lắm. Ngon lắm. Cũng cay à. Ngon quá. Chúc nhà ngon miệng nha. À, mình ăn nha. Bye bye nha.